Bây giờ xin mời bà con mình nghe tiếp chiến dịch Đông Tiến 2 lần thứ 2, tập cuối cùng. Tình trạng lương thực mang theo ngày càng vơi đi dần. Dù có lệnh cấp trên bảo phải sử dụng theo đúng lượng định mỗi ngày, nhưng trong tình hình này, cấp trên cũng khó kiểm soát việc anh em vì thiếu ăn sẽ phải sử dụng quá lượng lương thực quy định cho mỗi ngày. Chưa nói tới việc trơi trớt mất mát lúc đang đánh nhau hay khi hối hả di hành vì bị trượt đuổi. Có một ngày nọ, đoàn quân vượt lên đỉnh núi, tình cờ gặp phải mấy căn nhà sàn nhỏ của dân Lào. Lúc đó không có người ở, nhưng anh em tìm ra nhiều bao lúa rẫy được cất giấu bên trong. Cạnh đó lại có một ít thuốc rê của dân Lào. Thế là lãnh đạo cho phép kháng chiến quân cướp lấy các bao lúa rẫy này. Ngay tức khắc, anh em dùng các phương tiện có được để đâm, đập, đạp, nghiền, giả thóc để có gạo ăn. Hôm đó không bị địch truy đuổi, nên cấp trên cho dừng quân lại vào ban ngày để giả gạo, nấu cơm nóng ăn. Dù có cướp được lúa của dân, nhưng không có nhiều. Khi chia ra cho các đơn vị, có nơi chỉ nấu được nồi cháo nóng nho nhỏ, ăn không thấm vào đâu so với cơn đói từ nhiều ngày qua. Còn thuốc rê, tôi trông thấy chiến hữu Võ Hoàng được phân công mang chia cho các đơn vị mỗi nơi một ít, chẳng đủ vào đâu, nhưng cũng vui. Đây là vài lần ít ỏi, tôi đụng mặt chiến hữu Võ Hoàng trong cuộc di hành, vì anh Hoàng đi trong đội hình trung tâm. Tôi lại luôn ở phía sau trong đội hình chặn hậu, nên rất ít gặp nhau. Hôm đó trông thấy anh Võ Hoàng có gầy đi, nhưng chưa bị thương tích gì. Mặc dù đội hình trung tâm từng bị cối biệt cộng bắn tấp nập khi đang di hành. Việc bị địch tập kích ban tối, một phần cũng do đoàn quân kháng chiến tự làm lộ đội hình khi nhóm lửa nấu cơm. Thế nhưng khó có thể tìm ra cách thức che chắn ánh sáng kín đáo một cách tuyệt đối, ngoại trừ việc dùng các miếng ni lông che chung quanh và chặt một ít cây, cành lá rừng phủ bên ngoài vị trí làm bếp. Nhưng trời tối, một chút ánh sáng trong rừng cũng dễ bị nghi ngờ là nơi có con người trú ngụ. Thứ nữa, khi di hành cả ngày, tối đến, anh em có phần lơ là quy định, là vì thế có thể xảy ra chuyện không chấp hành tốt công tác ngụy trang, ánh sáng ban đêm. Có một hôm vừa mới nghỉ quân vào lúc trời sụp tối, một đơn vị phía sau nhóm lửa cẩu thả, phát ra ánh sáng quá nhiều. Tôi thấy chiến hữu chủ tịch ở gần đó có vẻ nóng nảy vì anh em không chấp hành lệnh tốt, có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Ông đã cầm cây gậy đi nhanh tới chỗ đang nấu cơm làm lộ ra ánh sáng, đập liên tiếp mấy cây gậy vào bếp lửa và bảo anh em phải dập tắt ngay, phải ngụy trang lại trước khi nấu cơm. Lúc đó tôi ngồi tựa vào một thân cây gần đó, trông ông có vẻ tức giận, mất bình tĩnh. Khi ông quơ cây gậy lên xuống, thiếu chút nữa đã trúng vào người tôi. Khi nhìn ra tôi ngồi im lặng thu mình trong bóng đêm, gần đấy, ông dịu cơn giận và đến hỏi tôi có bị trúng gậy của ông không. Kháng chiến quân Phan Minh Mẫn, tôi biết được anh khi về làm công tác an ninh cho vòng đai căn cứ 27, nơi đặt đài phát thanh kháng chiến. Phan Minh Mẫn đồng tuổi với tôi, lại cùng quê quán Gò Công, đi lính không quân trước 75, nhưng anh chỉ làm việc cho bộ phận kỹ thuật, Mẫn vượt biên qua ngã đường bộ rồi tham gia kháng chiến. Khi rời đoàn quân Đông Tiến 2 lần 2, tìm xin lỗi cho chính mình, Phan Minh Mẫn vẫn đang giữ trách vụ quan trọng là dân đoàn trưởng một dân đoàn thuộc quyết đoàn cải cách 7686, đang làm nhiệm vụ quyết đoàn tiền phương cho đoàn quân Đông Tiến 2 lần 2. Trong vòng chỉ có 20 ngày sau khi xuất quân, Phan Minh Mẫn là một dân đoàn trưởng thứ hai trong đoàn quân Đông Tiến 2 lần 2, bỏ anh em ra đi trong lúc còn giữ trách vụ cao, được lãnh đạo mặt trận tín nhiệm tin dùng. Mẫn ra đi không tránh khỏi động cơ tham lam, vì là cấp chỉ huy, Mẫn được phân công mang theo một số tiền bạc vàng của mặt trận, nhưng cũng không thể không nói. Do sự đối xử của lãnh đạo mặt trận đã khiến cho anh em thoái chí một phần, cấp dưới không tin vào cấp trên vì có thể bị mang ra xử tử bất cứ lúc nào khi vi phạm kỷ luật. Điều này chỉ xảy ra đối với sinh mệnh bụi cát của kháng chiến quân. Sự kiện một dân đoàn trưởng như Phan Minh Mẫn
Trong đoàn quân Đông Tiến II tự ý bỏ hàng ngũ, tất nhiên sẽ tác động tới tâm lý của một số cấp chỉ huy khác trên đường chiến dịch. Làm phó cho Phan Minh Mẫn là chiến hữu Đặng Quốc Hùng, một Việt kiều ở Đan Mạch. Hùng lên thay Mẫn trong lúc đoàn quân Đông Tiến đang có dấu hiệu bị suy kiệt thể lực, nhất là khi áp lực truy đuổi của địch ngày càng gia tăng, sinh lực đoàn quân lại bị khai thác quá mức, lương thực mang theo có giới hạn, lại sắp hết và chưa có hy vọng nào có thể kiếm được thêm, mặc dù còn tiền và vàng trong ba lô của cấp chỉ huy. Trong những ngày về sau, có thêm một số kháng chiến quân kiệt sức đi không nổi nữa, phải chịu nằm lại bên lối đi, rơi rớt khỏi đội hình chiến dịch. Nguyễn Văn Dũng là một trong những trường hợp này. Hôm đó tôi đi trong toán sau cùng, cố leo lên một ngọn đồi, trông thấy có dấu bàn tay con người khai khẩn. Điều này chứng tỏ đoàn quân đang đi gần một bản Lào, lúa rẫy còn xanh, mọc đầy trên đồi cao. Có những gốc cây bị chặt đốn để làm nương cho dân Lào. Đoàn quân đã lên được đỉnh đồi, đang tạm ngồi nghỉ. Nói là đồi nhưng khá cao và bề thế. Tuy nhiên kháng chiến quân Nguyễn Văn Dũng lại không đi nổi theo đoàn quân. Anh bỏ cuộc nằm lại trên lưng chừng đồi, cạnh đám lúa còn xanh, cao chừng hơn đầu gối người. Khi nãy lúc tôi vượt lên đồi đã trông thấy anh nằm đó, và có chiến hữu Đỗ Bạch Thố đi lên đi xuống quan sát tình trạng anh Dũng và để nhận lệnh từ cấp trên. Trong lúc chúng tôi đã ngồi trên đỉnh đồi thì ngay bên dưới xa xa có một đoàn quân đang đi vòng vèo, cầm nón vẫy vẫy tỏ vẻ reo mừng. Họ đang tìm cách vượt đến đỉnh đồi của chúng tôi. Đoàn quân này đích thực là Việt Cộng. Điều này chứng tỏ địch cách chúng tôi không xa. Và chính điều này khiến cho các lãnh đạo mặt trận đã quyết định cho lệnh giết chết kháng chiến quân Nguyễn Văn Dũng. Dân đoàn trưởng Đỗ Bạch Thố nhận lệnh của chiến hữu Trần Khánh phải giết chết chiến hữu Nguyễn Văn Dũng để Dũng không bị bắt sống và khai báo cho Việt Cộng. Có nhiều khả năng Thố đã dùng hai tay hai dây giày siết cổ cho Dũng chết, không ai được đến gần vì không có lệnh. Nhưng ngồi trên đỉnh đồi không xa đó, tôi có thể thấy Thấu đi xuống chỗ Dũng nằm để thi hành lệnh. Trong đoàn quân Đông Tiến II lần 2, có vài kháng chiến quân giữ trách vụ chỉ huy, có sức khỏe, gan dạ và rất chấp hành lệnh trên, không hay lý luận thắc mắc. Đây là mẫu người tuyệt đối thừa hành, do vậy thường được lãnh đạo mặt trận phân công làm nhiệm vụ sát thủ đồng đội mình, như trường hợp của kháng chiến quân Đỗ Bạch Thấu. Mặt trận ở vào cái thế khó khăn, mà lãnh đạo lại cài anh em kháng chiến quân vào cái thế khó khăn. Những kháng chiến quân bị phân công giết đồng đội mình, không làm không được, không làm là trái với quân lệnh, vì cãi lệnh cấp chỉ huy hay lãnh đạo, làm thì phi đạo đức, quá dã man mọi rợ. Nhưng trong tình hình của một đoàn quân như thế, chắc chắn phải xảy ra những cảnh thật đau lòng ghê gớm. Lãnh đạo mặt trận đã áp dụng đúng câu, cứu cánh biện minh cho phương tiện. Nguyễn Văn Dũng, anh từ trại tị nạn CQ vào khu chiến, người nhỏ con, tính tình thật thà, chăm chỉ làm việc lại ít nói. Anh Nguyễn quê vùng đồng bằng sông Cửu Long, được phân công vào dân đoàn bảo vệ chiến hữu chủ tịch từ lâu, khi còn ở căn cứ 27, lúc ghé ngang vị trí anh ngủ để ngồi nói chuyện chơi. Tôi thấy anh quét sạch lá rừng chung quanh căn chòi nhỏ. Anh làm một bếp nhỏ xíu trong chòi để nấu nước chính uống, chứ không uống nước suối như nhiều anh em thường làm. Ngày 24 tháng 8, Thạch Kim Ca bị phát hiện, luôn tìm cách làm dấu cho địch, nên đã bị chiến hữu Trần Khánh ra lệnh xử tử. Đinh Văn Bé nhận lệnh, giao lại cho Đỗ Bạch Thấu dùng dây siết cổ cho chết. Những ngày về sau, tâm lý anh em kháng chiến quân càng khó chịu, kém lạc quan thêm. Khi Lê Đình Bảy, quyết đoàn trưởng của quyết đoàn Bắc Bình 7686, rời đoàn quân ra đi, nhưng trước khi đi, Lê Đình Bảy còn lạm dụng quyền chỉ huy, loan truyền một lệnh trong cả quyết đoàn, là bộ chỉ huy có nhu cầu thu hồi khối lượng mì gói mang theo của mỗi kháng chiến quân. Mặc dù ăn ít và mang lương thực theo ít, nhưng đa số anh em vẫn không dám động tới phần mì dự trữ trong ba lô, nếu có ăn cũng ăn rất giới hạn. Vậy mà phải bóp bụng giao lại cho Lê Đình Bảy. Anh em trong quyết đoàn do Bảy chỉ huy
vẫn tin rằng bẫy sau khi thu gom mì gói sẽ giao lại cho lãnh đạo mặt trận sử dụng vào mục đích gì đó mà không ai biết. Không dè, hỡi ôi, sau này khi Lê Đình Bảy biến mất khỏi đội hình với số mì gói vừa thu gom đó để làm lương thực cho cá nhân Lê Đình Bảy, trong khi quyết đoàn đang bị trận đánh tới tấp, anh em mới biết rằng mình đã bị lừa dối trắng trợn, thật đau lòng. Thái độ của Bảy gian trá đã không làm tròn vai trò cấp chỉ huy đơn vị bảo vệ Bộ Chỉ huy Trung ương, lại coi sinh mạng anh em mình quá rẻ. Thời gian trong khu chiến, Bảy rất tháo vát năng nổ nên cấp trên tin dùng. Giữ vị trí chỉ huy quyết đoàn bảo vệ Bộ Chỉ huy Trung ương là cả một trọng trách được nghiên cứu cẩn thận bởi lãnh đạo mặt trận, nhưng Bảy lại quay mặt với sự tin cậy của anh em kháng chiến quân và cấp trên. Có ba quyết đoàn trưởng, một bị lạc đội hình coi như mất tích, hay là Bảy bỏ đi, kế đến quyết đoàn trưởng sau cùng Phan Đình Phương cũng ra đi. Biết rằng khi cấp trưởng không còn, cấp phó sẽ lên thay, nhưng trên đường chiến dịch, mặt trận đã mất đi ba quyết đoàn trưởng, thời còn ở khu chiến rất được lãnh đạo tin cậy. Phan Thanh Phương bỏ cả quyết đoàn cải cách 7686 của mình đang chỉ huy để ra đi. Chuyến đi của Phương có Lê Trường Dũng tháp tùng. Lê Trường Dũng lúc còn ở khu chiến, từng giữ nhiều trách vụ quan trọng, được tin cậy và là người thân tín của chiến hữu Hải Sâm. Phương và Dũng đều gốc người Trung Phần. Sau cuộc ra đi, không ai còn nghe tin tức của hai người này. Về sau không thấy bị cải tạo, không biết Phan Thanh Phương, Lê Trường Dũng có vượt qua nỗi rừng núi Lào để trở lại Thái, hay là đã bỏ xác trên rừng sâu như chuyến vượt trốn của Hà Hoài Hồng trước đây. Tình hình đoàn quân Đông Tiến 2 lần 2 ngày càng trở nên suy yếu, chẳng mấy chốc có thể rơi vào trạng thái trầm trọng, nguy hiểm, bị tiêu diệt. Nếu không có một cơ may mới trên đường di hành, lại có thêm kháng chiến quân tự ý một cách miễn cưỡng, bỏ đoàn quân ra đi vì không chịu nổi cuộc trường chinh, không có thời gian kết thúc rõ ràng, lại không có lương thực đủ để ăn, lại có thể bị chính lãnh đạo mặt trận thủ tiêu bí mật hay sát hại dã man nhằm bảo vệ bí mật đoàn quân, theo nội dung quân lệnh do lãnh đạo mặt trận đề ra đơn phương. Người kháng chiến quân thụ nạn căng thẳng đối diện trước hai áp lực, sát hung không nhân nhượng của chính đồng bào, đồng loại, đồng đội mình. Họng súng căm thù căng căng sẵn sàng tiêu diệt bọn phản động bằng mọi giá, bất cứ lúc nào, bất kể ở đâu của địch quân đang truy kích sát sau lưng. Và nòng súng lạnh lùng, nghiêm trị, không ít tàn nhẫn cay đắng của lãnh đạo mặt trận. Bên cạnh đó, có thêm nhiều anh em bị thương, nhiều người bị chết, không được chôn cất vì đoàn quân không có thì giờ, do cứ mãi di hành hối hả gấp rút để tránh địch quân truy kích tiêu diệt cho bằng được. Vào một buổi sáng từ phía sau đội hình chiến dịch, khi bước lên tới đỉnh một ngọn núi trong dãy núi chập trùng sương mù, tôi thấy dấu chân đoàn quân còn mấy tên, anh em vừa chỉ mới di hành trước ít phút. Đi ở phía sau mới thấy hết sự bệ rạc rỡ rời của đoàn quân Đông Tiến 2, các dấu vết ngụy trang không còn được tuân thủ nghiêm ngặt. Nếu không nói là có nhiều dấu hiệu buông thả tồi tệ, kỷ luật chỉ còn được giữ gìn bằng họng súng lạnh lùng bạo tàn. Các chỉ dấu bày ra lồ lộ, hiển hiện, rất dễ cho địch phát hiện truy đuổi. Đó cũng là điềm gỡ, khi lực lượng không còn bao nhiêu sinh lực, mọi hoạt động không còn được sắp xếp minh mẫn gọn gàng nữa. Đứng tần ngần với một ít ngán ngẩm quanh quan cảnh hầu như đổ nát, nào cờ đảng Việt Tân, cờ vàng ba sọc đỏ, nào ba lô, nào giấy tập tài liệu, nào thứ linh tinh được chắc chiêu cẩn thận từ lúc còn ở căn cứ khu chiến, nay bị quăng liệng tứ tung, bị vứt bỏ lại một cách phũ phàng, vô trách nhiệm, chỉ để cho ba lô nhẹ hơn, trên đường tránh truy đuổi, có một dòng cảm giác buồn tủi chen vào tâm hồn. Điều đó như một linh tính báo cho tôi biết thất bại đau đớn đang gần kề, người Việt quốc gia, lực lượng đấu tranh cho tự do lại chuốc lấy thất bại thảm nhục trước sức mạnh của thể lực bảo trị cuồng vọng. Tôi bỗng thấy một người nằm gần như bất động trên đất rừng, anh mặc bộ quân phục dù của kháng chiến. Ngó kỹ lại, tôi thấy đó là chiến hữu Nguyễn Văn Phẩm, còn được gọi là Phan Nhật Tân. Tân đang nằm mệt lả,
Anh đã thấy tôi nhưng không lên tiếng được vì quá đuối sức. Có thể nói anh đang chờ chết. Tôi bước nhanh lại, tân cố nhấc tay lên chỉ vào miệng. Tôi ngồi xuống lấy bình nước ra đổ vào miệng anh vài ngụm. Tân vẫn không nói nên lời. Cặp mắt anh gần như bất động, mỏi mệt quá đỗi. Gương mặt anh lộ lên nét buồn chán ghê gớm. Tôi vẫn không biết phải làm gì thêm để cứu anh. Trường hợp kiệt sức của anh Phan Nhật Tân tương tự như của anh Nguyễn Văn Hợi trước đây mấy ngày, và may mắn là anh không bị tử hình. Nhưng không chết trước rồi cũng chết sau. Không chết vì tay chiến hữu mình, cũng chết vì tay đồng loại mình hay dã man hơn, hung bạo hơn, là bị thú rừng cào cấu phanh thây moi móc, gặm tha đi lê lết trong bụi trong rừng cây hoang vắng. Phan Nhật Tân hay Nguyễn Văn Phạm tới trại tị nạn CQ vào những năm 82, tôi không biết Tân quê quán ở đâu. Tân ở trong trại lâu năm, sau cùng anh lại quyết định đi theo kháng chiến. Nhưng kháng chiến lại bỏ anh trên rừng núi đơn côi, đói khát, tử vô địa tán. Đêm 25 trạng ngày 26 tháng 8, pháo nã cùng khắp, khiến số chiến hữu bị thương vong lên cao nhất trong cả chiến dịch. Trong những ngày gần cuối, địch tấn công táo bạo, tới tấp hơn, không phân biệt là sáng trưa chiều tối, với ý định tìm cách dứt điểm đoàn quân cách mạng. Vì tình hình đoàn quân kháng chiến, chúng đã nắm khá rõ qua hoạt động phản công yếu kém hàng ngày của kháng chiến quân, cũng như qua khai báo của nhiều tù binh. Cạnh đó, nhân lực đoàn quân cũng đang ít dần, cạn kiệt lương thực, đạn dược, sức lực di hành. Do vậy, khả năng đánh trả cũng không còn bao nhiêu là chuyện đương nhiên. Khả năng di chuyển để tránh sự truy đuổi cũng bị giới hạn. Lúc này, địch dùng cối bắn vào đội hình thường xuyên hơn. Nhiều kháng chiến quân bị trúng mảnh hay nhận nguyên quả cối chết tức tưởi. Thế nhưng, các kháng chiến quân vẫn đánh trả hào hùng. Vài cán bộ chỉ huy cấp quyết đoàn anh dũng hy sinh, như trường hợp chiến hữu Nguyễn Ngọc Cường, quyết đoàn phó tác tuyên vận của quyết đoàn Bắc Bình, làm phó cho Lê Đình Bảy. Chiến hữu Trần Khánh cũng bị trúng đạn trong những ngày gần cuối, vết thương tay anh không nặng lắm, có thể cứu được hoặc có thể đi theo đoàn quân, nhưng do vì không muốn làm bận người khác phải lo cho mình. Thêm nữa, tính anh Khánh vốn quyết liệt, nếu không nói là cực đoan quá khích, nên anh đã dùng súng cá nhân tự sát, kết liễu nhanh chóng đời mình một cách hào hùng bất khuất. Thực hiện hành động này, anh Khánh còn muốn nhắn gửi cũng như nhằm động viên tinh thần anh em kháng chiến quân, thà chết không hàng giặc thù. Điều này hẳn cũng làm đau lòng chiến hữu chủ tịch, vì anh Khánh được coi như là cánh tay mặt của ông, và cũng là nhân vật đầu tiên trong bộ chỉ huy trung ương của chiến dịch chết bằng cách tự sát. Khi tiến hành chiến dịch Đông Tiến 2, chiến hữu Trương Ngọc Ni được chiến hữu chủ tịch Hoàng Cơ Minh giao cho nhiệm vụ quan trọng là điều phối chiến thuật di hành cho cả đoàn quân. Với kinh nghiệm tác chiến từ thời chiến tranh trước 75, cộng với đức tính trầm tĩnh, anh Ni đã giúp cho chiến hữu chủ tịch lèo lái đoàn quân Đông Tiến lần hai di chuyển trên những cánh rừng già nhiều bí ẩn của vùng đất Nam Lào. Trong những lúc di hành, tôi thấy cả anh Huy và anh Khánh dường như không tán đồng lắm vai trò điều phối đoàn quân của anh Trương Ngọc Ni. Xét về thâm niên tham gia mặt trận thì anh Ni không bằng anh Huy và anh Trần Khánh, nhưng xét về kinh nghiệm tác chiến và lãnh đạo chỉ huy trong quân đội miền Nam trước đây thì anh Huy và anh Khánh không am tường bằng anh Ni. Ngày gần cuối của đoàn quân Đông Tiến 2 lần 2, chiến hữu Trương Ngọc Ni và Nguyễn Văn Sĩ trúng đạn địch hy sinh ở gần đường mòn Hồ Chí Minh trên đất Lào. Việc đoàn quân mất anh Ni như mất một vị chỉ huy can trường và tháo vát. Cùng lúc đó, lãnh đạo mặt trận lại mất thêm một thành viên quan trọng, tài giỏi thứ hai trong bộ chỉ huy trung ương. Trong trận chiến tương tàn trước 75, hàng vạn tấn pháo hận thù của đồng loại phương Bắc dội như bão lửa vào Bình Long, An Lộc, với ác tâm hủy diệt đồng bào mình. Thế nhưng không giết chết được anh Ni, 16 năm sau, trong rừng núi Nam Lào, đang trên đường Đông Tiến 2 lần 2, chiến hữu Trương Ngọc Ni đã ngã xuống rất oanh liệt, nằm lại thiên thu trên rừng núi xứ người. Anh đã làm tròn thiên chức của kẻ sĩ Việt Nam khi nước Việt trong thời mạt quận. Cái chết của Chủ tịch Hoàng Cơ Minh.
Chiến dịch Đông Tiến II lần 2 khởi sự vào khoảng 17-28 tháng 7 năm 1987. Hơn một tháng sau, chính xác là chừng một tháng 10 ngày, chiến dịch bị tan vỡ, thất bại tan tác thảm hại. Có các kháng chiến quân may mắn hiện diện trong đoàn quân vào ngày chót nói rằng chiến dịch chấm dứt ngày 27 tháng 8. Có chiến hữu lại nói chiến dịch chấm dứt vào ngày 28 tháng 8 năm 1987. Sau khi Chủ tịch Hoàng Cơ Minh tự sát, chiến dịch Đông Tiến II lần 2 đã kéo dài trong khoảng 40 ngày. Cả một đoàn quân kháng chiến khoảng 120 nhân sự đã bị tiêu diệt, bắt sống gần như toàn bộ. Chỉ trong thời gian hơn một tháng, số lượng kháng chiến quân nói trên rất ít so với cấp số hơn trung đoàn của bộ đội Việt Cộng chiếm đóng trên đất Lào, góp mặt tham dự vào chiến dịch truy đuổi tiêu diệt quân kháng chiến. Bên cạnh đó, Hà Nội còn huy động lực lượng dân quân Lào, gồm cả việc sử dụng hàng trăm dân Lào sinh sống rải rác ở các bản làng, nơi xảy ra chiến sự, thay phiên nhau tiếp tế lương thực làm tai mắt cho bộ đội Hà Nội. Thời gian lực lượng Đông Tiến II lần 2 bị tiêu diệt tan vỡ quá mau khi so với công cuộc chuẩn bị nhân sự và công lao của mặt trận trong việc rèn luyện đào tạo đội ngũ cán bộ cho phong trào đấu tranh vì tự do ở trong nước. Trong suốt hơn 6 năm qua tại căn cứ khu chiến ở vùng biên thùy Thái Lan, Lào. Những ngày cuối cùng không còn bao nhiêu kháng chiến quân và cán bộ trung thành ở bên cạnh chiến hữu Chủ tịch Hoàng Cơ Minh. Tình trạng bi đát, thưa thớt, yếu ớt một cách tồi tệ về mặt nhân số trong đoàn quân xuống đến mức thấp nhất, cộng với tình hình cạn kiệt lương thực tới mức nguy hiểm và sức khỏe cho việc di hành của từng kháng chiến quân cũng như của lãnh đạo mặt trận. Không còn gì để có thể bảo đảm cho việc đi xa hơn nữa, mặc dù áp lực truy đuổi chặn đánh, quyết tâm tiêu diệt đoàn quân Đông Tiến II lần 2 của bộ đội Hà Nội cùng cấp chỉ huy của họ lại gia tăng mạnh lên từng ngày. Chiến hữu Nguyễn Tấn Phát, một đoàn viên trong đoàn thiếu nhi kháng chiến của khu chiến, khi tháp tùng cùng đoàn quân Đông Tiến II lần 2, Nguyễn Tấn Phát được sắp xếp di hành trong đội hình của đoàn bảo vệ yếu nhân. Thực tế là chiến hữu Phát đi sát cạnh chiến hữu Chủ tịch Hoàng Cơ Minh, bởi vì em quá nhỏ chừng 15 tuổi, do đó khi được phân công đi ở vị trí này, Phát dễ dàng được bảo vệ hơn. Anh là con trai của chiến hữu Nguyễn Tấn Khỏe, anh Khỏe là một cựu sĩ quan cảnh sát quốc gia, anh Khỏe và người em vợ là Trương Văn Phong, dẫn Phát từ quận Nhà Bè Sài Gòn vượt biên bằng đường bộ tới Thái Lan vào năm 82, sau đó cả gia đình ba người đều tham gia kháng chiến. Theo những gì Nguyễn Tấn Phát kể lại cho anh em kháng chiến quân, lúc đã bị bắt làm tù binh, nghe được thì vào ngày 28 tháng 8 năm 87, hôm ấy, các cán bộ lãnh đạo mặt trận trong đó có chiến hữu Chủ tịch, khi tránh đợt truy đuổi gắt gao của bộ đội, đã chạy xuống một con suối cạn, nơi giáp nhau giữa hai trái núi. Tại đây, Nguyễn Tấn Phát bò vào núp trong một bụi cây rừng, từ chỗ núp đạn địch đang bắn từ trên núi xuống. Em có thể quan sát hành động của các cán bộ lãnh đạo mặt trận ở khoảng cách không xa. Có thể coi đây là giờ phút sau cùng tuyệt vọng của lãnh đạo mặt trận, vì không còn khả năng tiếp cứu từ đoàn đặc nhiệm hay của anh em kháng chiến quân, trong khi đó địch đang bắn rác và đuổi theo gần tới nơi. Chính Phát đã trông thấy ông thầy tức chiến hữu Chủ tịch Hoàng Cơ Minh đã dùng tay trái trút khẩu súng ngắn Browning luôn đeo bên hông bắn vào đầu tự kết liễu đời mình. Có tin khác nói ngày Chủ tịch Hoàng Cơ Minh tự sát là 26 hay 27 tháng 8, nhưng có lẽ không chính xác. Báo chí ở Việt Nam khi đó cũng đăng là ngày 28 tháng 8, trước đó khoảng một tuần. Chiến hữu Chủ tịch đã bị thương nơi tay phải, do bị trúng đạn hay mảnh cối của địch bắn loạn xạ vào đoàn quân kháng chiến, vết thương không có đủ thuốc chữa trị, lại phải di chuyển luôn, nên bị sưng lên vết thương làm thối thịt. Chiến hữu Đinh Văn Bé, một dân đoàn trưởng, anh cũng là một cán bộ tháo vát can đảm trong đoàn đặc nhiệm, có nhiệm vụ bảo vệ chiến hữu Chủ tịch. Theo lời Đinh Văn Bé kể lại cho anh em nghe, khi bị nhốt trong tù, lúc bộ đội Hà Nội mò xuống đến lòng con suối cạn, nơi chiến hữu Chủ tịch Hoàng Cơ Minh vừa tự sát, họ thấy một người đàn ông có râu dài rậm nằm chết bên bờ suối. Nhưng sau đó
cũng trong ngày này hay ngày hôm sau, nhằm để biết chính xác tử thi này chính là ông Hoàng Cơ Minh, địch có dẫn Đinh Văn Bé từ một bản lào gần đó tới nơi có xác chết của chiến hữu chủ tịch Hoàng Cơ Minh, để Bé nhìn mặt và xác nhận với họ. Đây thực sự là xác của ông Hoàng Cơ Minh, chủ tịch Mặt trận Quốc gia Thống nhất Giải phóng Việt Nam, nguyên phó đề đốc Hải quân Việt Nam Cộng Hòa. Chúng gần hỏi, có thật không? Sau khi anh Bé gật đầu thì có tên lính Cộng sản đã bắn nguyên băng đạn vào thi thể ông. Cũng theo kháng chiến quân Đinh Văn Bé kể lại, bộ đội Hà Nội có dựng xác ông Hoàng Cơ Minh lên và buộc trói xác ông vào một cây rừng để họ chụp hình lưu trữ làm tài liệu, hay là một cách hành hạ người đã khuất với thái độ kém quân tử không quang minh, để xác chết đứng thẳng được trước một thân cây rừng làm điểm tựa, địch trói gô thân hình ông Minh như một đòn bánh tét. Xác chết đã hơn một ngày không còn cứng nữa, da thịt đã biến màu, dường như gương mặt người chết không còn đầy đủ thịt. Địch có tìm cách cắt lấy một ít thịt ở phần khác cơ thể đắp vào mặt ông Minh để gương mặt ông tạm coi được như khi còn sống trước lúc bấm máy chụp. Sau đó bộ đội theo lệnh truyền từ các sĩ quan chỉ huy đã mang thi thể chiến hữu chủ tịch Hoàng Cơ Minh đi chôn ở góc rừng nào đó trong cách thức phi tang dấu vết chôn cất. Như vậy, từ địa điểm chiến hữu chủ tịch tự sát cho đến lúc chôn cất phi tang, Việt Cộng đã di chuyển tử thi chiến hữu chủ tịch ít nhất 2 lần. Chỉ cán bộ chỉ huy của đơn vị cấp trung đoàn tham gia chiến dịch đánh quân kháng chiến mới biết rõ nơi chôn cất chiến hữu chủ tịch trên vùng đất Nam Lào thuộc địa phận tỉnh Salavan, hay đã vào địa phận tỉnh C0 sát biên giới tỉnh Quảng Nam và Kông Tâm của Việt Nam. Chiến hữu Trần Đế, quyết đoàn phó tác chiến của quyết đoàn cải cách 7686, những ngày gần cuối, chiến hữu Trần Đế cũng di hành chung trong bộ chỉ huy trung ương. Những ngày bị giam chung tại trại A-20, tôi không nghe anh Trần Đế nói chi tiết tới cái chết của chiến hữu chủ tịch. Anh Trần Đế chỉ xác nhận người lãnh đạo tối cao đã hy sinh. Chiến hữu Trần Đế bị kết án 20 năm tù giam vì những công việc liên hệ tới hoạt động mặt trận và đảng Việt Tân. Với án tù này, chỉ có vài người trong hàng ngũ cấp tướng lãnh của chế độ Việt Nam Cộng Hòa mới bị thụ án. Khi xét tới trách vụ cao nhất của những kháng chiến quân bị bắt, chiến hữu Trần Đế có trách vụ cao nhất, nhưng cũng có nguồn tin trong những ngày kháng cự anh dũng quyết liệt sau cùng. Do khả năng can trường của kháng chiến quân Đinh Văn Bé, lãnh đạo mặt trận còn lại đã đề bạt chiến hữu Đinh Văn Bé vào trách vụ quyết đoàn trưởng của đơn vị quyết tử. Chắc có thể vì nguyên nhân này nên khi bị bắt, chiến hữu Đinh Văn Bé là một trong những người bị chế độ kết án nặng nhất, tù chung thân. Cái chết của kháng chiến quân Lê Văn Đằng cũng được anh em sống sót nhắc đến với sự thán phục kính trọng. Chiến hữu Lê Văn Đằng, tôi không nhớ trực thuộc quyết đoàn nào, nhưng những ngày bị vây hãm sau cùng, anh đã quyết liệt bắn hạ nhiều Việt Cộng xung phong điên cuồng vào phòng tuyến của kháng chiến quân để bảo vệ yếu nhân mặt trận. Chiến hữu Lê Văn Đằng sau cùng bị Cộng quân giết chết. Anh trước đây là một bộ đội nghĩa vụ quê ở Sài Gòn, nhưng sau đó anh bỏ ngủ và vượt biên qua trại tị nạn đường bộ rồi lên đường tham gia kháng chiến. Trong khu chiến, do nỗ lực công tác, chiến hữu Lê Văn Đằng được cấp trên đề bạt vào trách vụ toàn trưởng. Lê Văn Đằng còn rất trẻ, dáng ốm cao, ít nói, nhưng tấm lòng đầy can đảm. Đây là những tấm gương quyết tử của những kháng chiến quân Việt Nam anh hùng bất khuất. Chủ tịch Hoàng Cơ Minh đã nằm xuống ở một góc rừng hẻo lánh trên vùng đất Nam Lào hoang lạnh, tử vô địa tán. Ông Hoàng Cơ Minh đã làm tròn lời hứa với các chiến hữu của ông là ra đi không hẹn ngày trở về, như là một hành động hào hùng đáp đền ơn nước Việt. Đường cách mạng chỉ có một chiều, một khi đại cuộc cứu nước không thành. Cái chết của chủ tịch Hoàng Cơ Minh, sự hy sinh vì nước trong nỗ lực đầy can đảm dựng lại cuộc đối kháng mới sau năm 75 với chính thể độc chuyên Hà Nội, đây cũng được coi là hành động tuẫn tiết sau cùng của những người thuộc thế hệ lãnh đạo miền Nam trong cuộc chiến huynh đệ tương tàn thảm khốc tại Nam Việt Nam trước 30 tháng 4 năm 75. Trong bộ chỉ huy chiến dịch Đông Tiến 2, chiến hữu Trần Khánh tự sát trước đó một thời gian ngắn khi bị một vết thương nhỏ trên cánh tay. Chiến hữu Trương Ngọc Ni bị trúng đạn tử thương. Sáng ngày 28 tháng 8,
năm 1987, sau khi chiến hữu chủ tịch Hoàng Cơ Minh tự sát, chiến hữu Nguyễn Huy cũng rút súng lục tự sát theo. Xác anh nằm trên bờ suối, không xa thi hài của chiến hữu chủ tịch. Chiến hữu Nguyễn Huy là người theo sát cạnh vị lãnh đạo mặt trận trong suốt đường chiến dịch thật cam go gian khổ. Chiến hữu Nguyễn Văn Đậu lúc đó đứng gần chiến hữu chủ tịch, bao lâu anh nặng khó di chuyển, đã bị trúng đạn và té sắp xuống chết. Còn chiến hữu Võ Hoàng khi thấy chiến hữu chủ tịch tự sát đã nói, tôi không thể chết, tôi phải là nhân chứng cho sự hào hùng và bi thảm này. Nhưng khi anh vừa bò lên khỏi vách suối thì bị trúng nguyên một trái đạn M79 vào đầu vỡ sọ, anh té sắp xuống đất chết ngay tức khắc. Chiến hữu Lưu Minh Hân trước đây đã trút ngòi một trái lựu đạn mini mang bên mình, thả rơi trên đất và liền ngay sau đó, anh Lưu Minh Hân nhảy lên trái lựu đạn cho nó nổ banh xác. Chiến hữu Lưu Minh Hân tự kết liễu đời anh một cách gan dạ hào khí. Khi địch quân tràn xuống tới con suối, nơi có mấy xác chết của lãnh đạo mặt trận, tình trạng hôi của hỗn loạn chắc đã xảy ra, họ đã cướp lấy vàng bạc của lãnh đạo mặt trận để làm giàu cho cá nhân. Qua cung cách điều tra và những chứng cứ mà an ninh Việt Cộng đưa ra, nhiều kháng chiến quân nghi ngờ có bàn tay tình báo Thái bán đoàn quân chăng. Chiến dịch Đông Tiến 3, Đào Bá Kế chỉ huy chiến dịch với bí danh Trần Quang Đô. Chiến dịch Đông Tiến 2 lần 2 đã hoàn toàn thất bại vào tháng 8 năm 1987. Gần 3 năm sau, vào năm 1990, mặt trận lại cho tiến hành chiến dịch Đông Tiến 3. Có lẽ vì ở thế không thể lùi trở ra được. Nhân sự vỏn vẹn chỉ có vài mươi người, phần lớn mới tuyển cử từ trại tị nạn sau chiến dịch Đông Tiến 2 lần 2, tức cuối năm 78 trở đi. Các tân kháng chiến quân được các chiến hữu Hải Sâm, Đào Bá Kế huấn luyện cấp tốc và sơ sài, chỉ tạm đủ cho sự thành lập một quyết đoàn võ trang kháng chiến do chiến hữu Đào Bá Kế chỉ huy. Với một lực lượng yếu ớt như vậy, những kháng chiến quân cuối cùng có mặt trận lên đường, những người con yêu của đất nước ấy ra đi theo ý nguyện hay theo lệnh của ai? Chiến dịch Đông Tiến 3 cũng cùng tuyến đường rừng núi Nam Lào để xâm nhập Việt Nam. Chiến dịch cũng bị thất bại thảm hại và tan tác. Tất cả anh em kháng chiến quân tham dự chiến dịch Đông Tiến 3 không chết cũng bị bắt và đem xử ở Hà Nội, tù đầy nhiều năm trời trong các trại tù ảm đạm đầy tử khí trên khắp đất nước Việt Nam dưới thời xã hội chủ nghĩa do Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Tin tức về chiến dịch Đông Tiến 3 không nhiều, nhưng có anh Nguyễn Phan Thành, huyền sĩ từ trại chuyển tiếp tị nạn lớn nhất, ở phía đông nam Bangkok khoảng 2 giờ xe hơi, tham gia mặt trận muộn màng vào năm 89, nên được biết có người lọt về tới Việt Nam như anh Long Đại Bàng rồi mới bị bắt, có người bị dội trở ra như anh huyền sĩ, sau tham gia tổ chức có ông Nguyễn Hữu Chánh, bị chính phủ Thái bắt giam vì đã ném hai trái bom không ngòi nổ vào tòa đại sứ Cộng sản Việt Nam tại Bangkok từ năm 2003. Tại nhà tù Phnom Penh, gần phi trường Bangkok, tình trạng của anh vẫn chưa được ai can thiệp nên chưa biết bao giờ được tự do. Sau thất bại tháng 8 năm 1987, tất nhiên các lãnh đạo mặt trận còn lại trong Tổng vụ Hải ngoại đã nắm được thông tin về sự kiện hy hữu đầy bi hùng này qua hệ thống thông tin của Hà Nội cùng báo chí quốc tế viết về hoạt động của mặt trận, thế nhưng vẫn cho tiến hành chiến dịch Đông Tiến 3. Có thể ba nguyên nhân dẫn tới quyết định này. Thứ nhất, làn sóng nhân dân nổi dậy ở Đông Âu đã làm phấn khích tinh thần những người lãnh đạo mặt trận ở Tổng vụ Hải ngoại. Thứ hai, muốn sử dụng số nhân sự ít ỏi mới tuyển mộ được từ trại tị nạn ở Thái Lan để tạo tiếng vang cho mặt trận, cũng như đánh động công luận trong và ngoài nước khi tình hình nổi dậy tại Liên Xô và Đông Âu đang còn sôi động. Thứ ba, số nhân lực mới tuyển được còn nằm tại khu chiến trên đất biên giới Thái-Lào. Lãnh đạo mặt trận sẽ không biết sử dụng vào việc gì ở tương lai khi tình hình Đông Dương đã thay đổi, nên phải thúc đẩy các tân kháng chiến quân lên đường Đông Tiến 3, mặc dù biết rằng sẽ chuốc lấy thất bại đau đớn. Và cũng có thể do Thái Lan đã bắt đầu thay đổi lập trường, dư luận đồng bào hải ngoại nóng lòng trong chờ thành quả cụ thể mà mặt trận muốn chứng minh có thực lực
bà làm thật nên quyết định làm liệu. Cán bộ cao cấp còn anh Trương Tấn Lạc vào năm 97 tại Bangkok, tôi có nghe anh Kim nói rằng anh Lạc vẫn còn hoạt động cho mặt trận, nhưng chỉ lo chuyện viết lách trong tổ chức. Chỉ biết anh về lại Mỹ chứ không rõ ở đâu. Trước kia thì ở Washington DC, tính anh Lạc hiền lành, không có tham vọng chính trị. Chính anh Lộc biết rõ giai đoạn từ 1981 tới 1991 và chuyện anh Ngô Chí Dũng thất tung. Tác giả Phạm Hoàng Tùng. Hồi ký đến đây đã chấm dứt. Xin cảm ơn tác giả và cảm ơn bà con mình đã lắng nghe.